Ca sĩ Bảo Anh chính thức lên tiếng về tin đồn sinh con sau thời gian im ắng. Tối ngày 9 tháng 6 tại nhà hát Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Bảo Anh tổ chức đêm nhạc Bảo Anh Comeback Stage với hai khách mời đặc biệt là ca sĩ Trung Quân và nhạc sĩ Kai Đinh. Sau thời gian im ắng không hoạt động nghệ thuật, Bảo Anh khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn về việc có con do có nhiều sự thay đổi về diện mạo. Sự trở lại sân khấu của Bảo Anh tại gala nhạc Việt cũng là thời điểm cô trả lời hết những nghi vấn sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng. Và thật ra là đó là một cái khoảng thời gian mà phải nói là rất là đáng nhớ trong cả một cái hành trình sống của anh luôn. Anh ơi, có chuyện mình sinh em bé không ta? Bây giờ sinh em bé thì mọi người có yêu của anh không? Có. Và không sinh thì có yêu không? Có. Có thể thấy Bảo Anh đã có câu trả lời vô cùng khéo léo, không hề lảng tránh câu hỏi mà cũng không đưa ra câu trả lời cụ thể trước tin đồn râm ran từ lâu. Trong đêm nhạc, Bảo Anh hát hơn 15 ca khúc, có những ca khúc làm nên tên tuổi của cô do nhạc sĩ Mr. Siro sáng tác như Yêu một người vô tâm, Sống xa anh chẳng dễ dàng, Trái tim em cũng biết đau. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.